Vậy thì hỏi tâm và thân có phải là một hay không, hay chỉ tương duyên với nhau? Cái này là chú đó có hỏi sư, nhưng mà hỏi cái kiểu này thì nó rốt cuộc không có được, phải đưa sư cái link chứ hả? Chú phải đưa sư cái link. Đưa cái này thì thôi chết rồi. Tâm thân là một hay là hai? Thân ảnh, thân là ảnh thiện của tâm, tướng tự tâm sanh, tướng tùy tâm diệt. Tâm là gốc, tướng như nhân quả cũng đều là một quả. Tới đây là hết rồi. Cái kiểu mà hỏi một nửa như vậy thì quý vị nghĩ coi làm sao sư trả lời hả? Làm sao sư trả lời? Khi thân bị bệnh thì ta sẽ trị cho thân hay trị cho tâm? Đấy. Rồi hỏi như vậy rồi bắt đầu là đưa cho sư cái này. Sư không có đủ dữ liệu, sư không có đủ dữ kiện để mà sư trả lời quý vị cái câu hỏi này. Bây giờ nếu mà kêu mà sư miễn cưỡng á, thì sư xin thưa là cái chúng ta có gồm có hai cái là cái danh và cái sắc. Gồm có danh và sắc có nghĩa là cái phần vật chất và cái tinh thần. À, vật chất và tinh thần thì hai cái này đó là nó tương duyên với nhau, à, có, nó có nó đồng sanh cùng nó đồng sanh với nhau. Danh và sắc xuất hiện cùng một lúc thì nó phải nương tựa vào nhau, nó phải nương tựa vào nhau để mà nó tạo thành một cái chúng sanh. Còn khi mà bị bệnh á thì đương nhiên là chúng ta phải tùy bệnh. Sư xin lỗi, bây giờ chúng có bao giờ mà quý vị bị đau bao tử mà lại đi băng bột cánh tay không hả? Băng bột cánh tay tại vì tôi bị đau bao tử, hoặc là tôi bị gãy tay mà bác sĩ cho tôi cái thuốc ho không dính dáng gì tới nhau. Bệnh nào thuốc đó, bệnh thân thì phải dùng thuốc trị cho thân, mà bệnh tâm á, thì phải trị thuốc bằng tâm ha. Thì cái bệnh nào thì phải xài cái thuốc tương ứng như vậy. Đó là sư đang nói về cái trị bệnh. Một số cái loại bệnh á, là nó bao gồm luôn cả thân và cả tâm. Những ai mà làm bác sĩ thì vị đó biết cái chuyện này. Đó là có những trường hợp mà người bệnh phải có ý chí, phải có ý muốn vượt qua thì mới vượt qua được. Chứ còn người bệnh, bản thân người bệnh họ không muốn chữa bệnh, họ không muốn hết bệnh, thì dù cho bác sĩ có thần thánh đi nữa thì đối với những căn bệnh đó bác sĩ cũng chịu thua. Cho nên có những căn bệnh mà nó đòi hỏi sự kết hợp luôn cả vật chất và tinh thần, có nghĩa là gồm cả thân và có cả tâm, mà giới y học đó gọi là cái khoa, gọi là cái khoa tâm thần. Tâm thần ở đây không có nghĩa là những cái người khùng khùng ha, đó mà gọi là tâm lý trị liệu đó. Và họ phát hiện là có những cái trường hợp mà nếu như chúng ta trị liệu bằng một cái tâm lý lành mạnh đó, thì cái việc chúng ta khỏi bệnh nó sẽ tốt hơn. Bởi vì chỉ đơn giản là cái bệnh đó nó bao hàm luôn cả hai vấn đề, cả thân và cả tâm. Nhưng mà có những căn bệnh nó chỉ đơn giản là do thân thôi. Xin lấy ví dụ như đứt chặt mất cánh tay, băng bó, thì có khi nào mà mình nghĩ là giờ cái tâm tôi nó lành mạnh, cái tâm tôi lành mạnh thì chắc cánh tay tôi nó không có cần phải bị cắt đâu, và tôi sẽ mọc tay trở lại, thì chuyện nó không bao giờ có thể xảy ra. Cho nên tùy bệnh mà cho thuốc. Có những bệnh thuộc về thân thì dùng thuốc thân, có những bệnh thuộc về tâm thì dùng thuốc trị tâm, có những bệnh mà bao gồm luôn cả thân và cả tâm thì trị luôn cả thân và cả tâm. Đó là nói về cái việc mà trị bệnh. Còn nói về cái phương diện mà chữa bệnh á, phòng bệnh á, thì một cái nội tâm lành mạnh
thì sẽ đỡ bệnh nhiều lắm. Bởi vì có những căn bệnh nó xuất phát từ một cái nội tâm không có lành mạnh, một cái nội tâm ô nhiễm, một cái nội tâm suy nghĩ tiêu cực, thì nó sẽ gây ra những cái chứng bệnh trong cơ thể. Tại vì chúng ta là một tập hợp gồm cả danh và sắc. Mỗi một cái biến động của danh hoặc mỗi một cái biến động của sắc, nó sẽ đều ảnh hưởng hết đến một cái tập thể này.